Là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Trung Quốc. Hôm nay em tụt lên cho em một clip gồm bốn cây cán quạt nha anh em. Cán quạt này thì ốc sẽ là ốc 11. Tất cả đều là hàng carbon. Có cây cuối cùng này nè, cây cuối cùng này zoom. Nó có sẵn hai da cực kỳ mới luôn, hàng nội địa. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không cho biết em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cây thứ nhất nè. Thì thứ nhất là một cây cán quạt hàng của Rock. Cái này 5 mét mốt nha người, 5 mét mốt chất liệu là chất liệu carbon. Cái này cực kỳ ngắn luôn, dạng nó lóng ngắn nha anh em. Đó. Cái này anh em câu cần tay nè, câu lục, câu gờn. Đó. Thì lấy mấy cái này để rất là tiện nha, tiết kiệm được khoảng trống á. Rất là nhỏ gọn. Cái này thì thu gọn là 73 cm, nặng là 450 g. Ốc là ốc 11 nha anh em. Ốc 11. Gốc là 29. Đó, cực kỳ ngắn luôn, chất liệu là chất liệu carbon. Ngoại hình còn rất là ok anh em, còn khá mới. Cúc ra là thẳng băng luôn anh em. Dạng bóng ngắn thì anh em có thể để vào. Đó, tiết kiệm cái không gian cái túi cho anh em nha. Tầm khoảng 4 gang tay nha anh em. Đó. Hàng carbon. Đó, hàng cực kỳ ok nha. Rồi, giá công khai cây thứ nhất là 700k. Đó, cây này không có quay nha nè. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 là một cây Alpha King. Đúng ta, đúng rồi, cây Alpha King. Đây, cái này nó có xước sát nha. Cái này là cái nhám, xước sát là bình thường nha nè. Đây, xước sát đây. Đó. À, ốc cũng là ốc 11 nha anh em. Ốc vẫn là ốc 11. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha. Ngoại hình đây, ngoại hình có xước sát nha mọi người. Cây này thì có quay 7 nè. Thêm cái nữa là cây này dài được 4m5. 4m5 alpha king. Nặng là 460 g. Gốc là 113. Nặng 460 g, thu gọn là 113 cm. Gốc là 23 nha anh em, gốc 23, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Đó. Giá công khai cây số 2 là 500k thôi, giá cộng ship nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cặn, cây cán quạt 6m3, ốc vẫn là ốc 11 nha mọi người, ốc vẫn là ốc 11. Có quay quẩy nè, chất liệu là carbon extra. Carbon. Đó. Cái này dài 6m3 nha mọi người, dài 6m3. Ngoại hình còn rất là đẹp nha. Anh em có thấy ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đó. Cái này thì ốc 13, gốc là 30, nặng là 720 g. Thu gọn là 113 cm nha. Thu gọn 113 cm. Hình còn khá ok nha mọi người. Không lỗi gì hết. Điểm soi cho anh em xem thì chất liệu là chất liệu tốt, ngoại hình thì còn rất là ok luôn, không lỗi lầm gì hết. Bao anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Đây, cái lượng carbon nha anh em, bao anh em kiểm tra hàng luôn. Ngoại hình cực kỳ ok luôn, sạch sẽ. Rồi, giá công khai của cây số 3 giá là 650k nha mọi người. Tiếp theo cây số 4, một cây hàng nội địa nha anh em. Hàng này xịn sò luôn á, ngoại hình còn cực kỳ mới luôn, để anh em nhìn thấy. Cây này sẵn hai da nha, sẵn hai da. Hàng này hàng Olympic, thương hiệu nội địa. Cây này dài 5m4, zoom là 4m1 nha mọi người. Đây, chế độ zoom ở đây. Anh em dẫn nó ra đây. Đó. Đây. Cần thì sắn từ gốc đến ngọn nha mọi người. Đó. Chụp của nó, sắn nhất từ gốc đến ngọn luôn, sắn quay cá. Ngoại hình còn cực kỳ mới nha mọi người.
đó, cực kỳ mới luôn. Hàng này hàng chỉ dùng lướt thôi nha mọi người đó. Anh em nào câu chơi hàng xịn sò thì hốt cái này về, xịn trong xịn luôn. Đây, zoom gà cho anh em đó, zoom ra thêm nè, tùy theo chỗ địa hình anh em đánh nha, anh em có thể tăng giảm đó, cứng luôn rồi đó, hàng cực kỳ đẹp nha, sáng ít từ gốc tới ngọn. Ốc đó là ốc 11 nha mọi người. Cây này thì nặng một thu gọn 120 cm, nặng 720 g, ốc 11 gốc 29, giá công khai là 1,1 triệu nha, 1,1 triệu để cần số 4 đó. Ngoài sách đầy đủ, hàng sạch sẽ đẹp đẽ nha. Đó, tổng cộng 4 cây cán vợt em ta cho nên hôm nay, nếu anh em ơn cây nào thì chốt về số điện thoại em có thể tự động liên hệ với anh em nha. Cây số 4 xịn sò luôn á. Ok anh em.